Ngọc Trang kính chào quý vị đang đến với bản tin tối thứ bảy ngày 4 tháng 9. Chúc quý vị có cuối tuần bình an. Để giúp hành trình tương lai vượt qua được vòng kiểm duyệt khó khăn của YouTube, quý vị hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh quý vị nhé. Hiện tại trên kênh Nguồn Cội đã có video mới, cơ sở khoa học của Niệm Chân Ngôn, một giải pháp cho bệnh nhân F0 tham khảo. Đường link chúng tôi gắn ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Còn ngay sau đây là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính, dự thảo bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Bình Dương hàng trăm F0 vượt rào lấy đồ ăn tại bệnh viện dã chiến. Doanh nghiệp không thể cầm cự thêm, nguy cơ gãy toàn bộ chuỗi sản xuất. Nghệ An F0 từng đến tiêm vaccine ở điểm tiêm Chiến Trúc. Nam Định 33 học sinh lớp 1 cách ly tập trung vì trở thành F1. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Báo Pháp Luật Thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xin ý kiến của các hội ngành liên quan để soạn thảo dự thảo quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Dự thảo quy định nghệ sĩ phải tuân thủ quy định của pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Hành vi ứng xử bao gồm lời nói, hình ảnh, trang phục, lối sống phù hợp với các giá trị đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, trung thực, không lợi dụng sự nổi tiếng, danh nghĩa nghệ sĩ để trục lợi cá nhân, đồng thời ứng xử đúng mực lịch sự, thân thiện với khán giả. Đặc biệt, dự thảo cũng đưa ra quy tắc ứng xử trong hoạt động xã hội. Theo đó, nghệ sĩ có trách nhiệm và minh bạch trong các hoạt động xã hội. Không tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm. Không tổ chức tham gia các hoạt động trái quy định của pháp luật. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng phụ trách khối nghệ thuật cho biết, quy tắc được xây dựng để nghệ sĩ tiết chế, ứng xử có văn hóa. Ông Đông nói, đây là khung về quy tắc ứng xử chứ không phải quy phạm pháp luật, không có phần xử phạt, vì thế không có chuyện cấm sóng các nghệ sĩ. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh hàng trăm F0 ùa ra chặn đường, xô đổ hàng rào để lấy thức ăn khi nhân viên mặc đồ bảo hộ đẩy xe thức ăn vào bên trong khu vực điều trị của bệnh viện dã chiến số 1, cơ sở Thới Hòa, tỉnh Bình Dương. Trong lúc nhiều người chạy đến lấy thức ăn đã dẫn đến cảnh xô đẩy, có người bị té ngã ngất xỉu, thức ăn bị đổ đầy dưới nền. Clip có sự xuất hiện của các lực lượng cảnh sát cơ động nhưng do F0 quá đông nên không thể ổn định tình hình. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 9, thời điểm này có hàng trăm F0 được chuyển từ thị xã Tân Uyên đến bệnh viện dã chiến này, do nhân viên bệnh viện không chuẩn bị đồ ăn sáng kịp thời cho bệnh nhân. Trong lúc quá đói, họ đã có những hành động không kiểm soát, xô đổ hàng rào và vượt qua giành giật đồ ăn sáng ở khu C. Sáng ngày 4 tháng 9, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan điều chỉnh việc tổ chức cung cấp suất ăn tại bệnh viện này. Được biết, Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Bình Dương có quy mô 12.000 giường nhằm thu dung điều trị F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Sau khi tiếp nhận khoảng 6.000 F0 từ thị xã Tân Uyên chuyển đến bệnh viện, có tổng cộng 12.000 F0 đang điều trị tại đây. Tính từ đợt dịch thứ tư đến ngày 3 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 126.408 ca nhiễm COVID-19. Trong số này có 72.256 người đã được xuất viện. Theo báo Thanh Niên phản ánh, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã gần bước sang tháng thứ 5 giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19. Đến nay, hàng loạt doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đang ở ngưỡng không thể cầm cự thêm. Ông Huỳnh Văn Sơn, giám đốc công ty cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn cho biết, doanh nghiệp đã kiệt sức rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa. Hầu hết các doanh nghiệp hiện coi như đã chết lâm sàng. Không phải do sức kém mà vì môi trường hiện nay là môi trường bất động. Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô kinh tế, quy mô dân số lớn nhất Việt Nam, sức ảnh hưởng và tác động vô cùng lớn. Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa nghĩa là các hoạt động kinh tế coi như đóng băng. Nếu cứ để đất khô cằn thì cái cây ắt phải chết. Gần 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch, hệ sinh thái du lịch tê liệt là hệ quả tất yếu. Song các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm, lương thực thiết yếu cũng không tránh khỏi kiệt quệ sau kỳ ngủ đông kinh tế quá dài tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho tới nay, đã có tới trên 50% nhà máy chế biến cá tra tại đồng bằng sông Cửu Long và nhà máy chế biến thủy sản ở miền đông Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa. 100% doanh nghiệp được khảo sát cho rằng ba tại chỗ chỉ là phương án cầm cự, tạm thời để doanh nghiệp duy trì sản xuất và nếu chính phủ các địa phương không có các biện pháp khôi phục khẩn cấp thì nguy cơ đổ vỡ toàn bộ chuỗi sản xuất từ nuôi trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu đang hiện ra trước mắt. Sáng nay ngày 4 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin trong số 43 ca COVID-19 mới thì có một ca mắc trong cộng đồng là bệnh nhân từng đến điểm tiêm vaccine tập trung đông người tại thành phố Vinh. Cụ thể, đây là trường hợp bệnh nhân nam 36 tuổi, ngụ ở phường Lê Mau, thành phố Vinh. Theo điều tra dịch tễ, ngày 31 tháng 8, bệnh nhân được test nhanh có kết quả âm tính. Ngày 1 tháng 9, người này đến trường trung học cơ sở Lê Mau để tiêm vaccine mũi 2. Đến ngày 3 tháng 9, bệnh nhân bị sốt, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định nhiễm COVID-19.
Bước đầu xác định thời gian các F0 này tới điểm tiêm là từ 9 giờ đến 10 giờ sáng ngày 1 tháng 9. Trước đó, điểm tiêm trường trung học cơ sở và tiểu học Lê Mau được báo chí phản ánh là vào sáng ngày 1 tháng 9 có tình trạng người dân tập trung đông người, không giữ khoảng cách. Trong số 800 người được tiêm mũi 2 vaccine tại điểm tiêm này, có nhiều người là dân quân tự vệ, tổ dân phố, khối trưởng ở nhiều phường xã, làm nhiệm vụ giao hàng cho người dân trực chốt kiểm dịch. Hiện việc truy vết những người có tiếp xúc với ca F0 này vẫn đang được thực hiện. Tính đến hôm nay, người dân thành phố Vinh đã không được ra khỏi nhà, kể cả đi chợ 12 ngày. Sáng hôm nay mùng 4 tháng 9, thông tin từ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết 33 học sinh lớp 1 của trường tiểu học Hải Hưng đã được đưa đi cách ly tập trung, mỗi em có một người thân đi kèm để chăm sóc, sau khi một bạn học cùng lớp được xác định nhiễm COVID-19. Tại khu cách ly tập trung, các em học sinh và người thân được bố trí ở phòng riêng, hạn chế tiếp xúc giữa các phòng. Được biết, ngày 3 tháng 9, huyện Hải Hậu ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19, đều là các ca F1. Trong số 2 ca mới phát hiện có một học sinh lớp 1 của trường tiểu học Hải Hưng. Trước đó, khi tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho đội ngũ giáo viên của khu vực này để chuẩn bị năm học mới, đã phát hiện 23 mẫu xét nghiệm nghi ngờ dương tính. Sau khi làm xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp real-time PCR, đã xác định 10 mẫu dương tính với COVID-19. Tính đến sáng ngày hôm nay, 4 tháng 9, Nam Định đã ghi nhận 15 ca nhiễm. Riêng chùm ca bệnh ở huyện Hải Hậu là 14 ca. Trước tình hình trên, huyện Hải Hậu đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của các nhà hàng, quán ăn. Các trường học trên địa bàn cũng được yêu cầu hoãn tựu trường, không tổ chức các hoạt động giáo dục từ ngày 1 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Tiếp theo đây là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Campuchia kiên quyết lấy lại 300.000 thùng dầu bị đánh cắp. Rò rỉ chất thải mỏ kim cương, hàng ngàn người đổ bệnh. Hơn 100 người chết vì sốt bí ẩn, Ấn Độ cấp tập giải mã nguyên nhân. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo Phnom Penh Post ngày 3 tháng 9, Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia đã ra thông cáo về vụ việc liên quan tới tàu chở dầu MT Strovolos, trong đó khẳng định số dầu thô trị giá ít nhất hàng chục triệu USD chở trên tàu này hoàn toàn thuộc sở hữu của Vương quốc Campuchia. Được biết, tàu MT Strovolos đã bị Hải quân Indonesia bắt giữ ngày 27 tháng 7 ở ngoài khơi đảo Sumatra, vài ngày sau khi Phnom Penh phát lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol với cáo buộc tàu này đã đánh cắp gần 300.000 thùng dầu thô trong kho dự trữ dầu của Campuchia. Tàu chở dầu MT Strovolos cho cờ Bahamas có hợp đồng thuê bao với công ty dầu khí Chris Energy của Singapore để làm dịch vụ chuyên chở trong dự án thăm dò và khai thác dầu khí tại Loa của Campuchia. Hiện chính phủ Hoàng gia Campuchia đã và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết trên cơ sở pháp lý để thu hồi số dầu. Mới đây, một vụ rò rỉ chất thải từ mỏ kim cương lớn nhất ở Angola đã khiến ít nhất 12 người chết và 4.400 người đổ bệnh ở nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo. Bộ trưởng Môi trường Congo bà Eva Bazaiba tuyên bố nước này sẽ yêu cầu chủ sở hữu mỏ kim cương ở Angola bồi thường sau khi một con đập chứa quặng đuôi chất thải ra trong quá trình chế biến khoáng sản bị rò rỉ. Bà Eva Bazaiba khẳng định sẽ đòi bồi thường theo nguyên tắc bên gây ô nhiễm phải chi trả. Tuy nhiên, bà vẫn chưa thể công bố mức thiệt hại yêu cầu bồi thường. Công ty Sociedad des Mineras de Catoca điều hành khu mỏ không bình luận về yêu cầu bồi thường thiệt hại và số người chết được CHDC Congo nêu ra. Được biết, Catoca là một liên doanh giữa công ty kim cương NDAMA của nhà nước Angola và công ty Anros của Nga. Trước đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Kinshasa, Congo chỉ ra rằng tình trạng ô nhiễm trên diện rộng đã ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu người, làm chết thủy sản và làm các cộng đồng sống ven sông bị tiêu chảy. Theo tin Sputnik, bệnh sốt bí ẩn tiếp tục lan rộng ở Ấn Độ, trong khi chính phủ vẫn đang nỗ lực để điều tra nguyên nhân. Theo báo cáo, hơn 400 người đã phải nhập viện ở Lucknow, bang Uttar Pradesh và hơn 100 người đã tử vong do bệnh sốt này. Bên cạnh đó, ít nhất 5.000 người ở quận Faridabad của bang này phải nằm liệt giường vì sốt tại nhà hoặc tại các bệnh viện tư nhân. Một quan chức bang Uttar Pradesh tiết lộ, chính phủ đang đánh giá tình hình hiện tại. Thủ hiến Yogi Adityanath đang tổ chức các cuộc họp với các quan chức y tế của bang và từng quận. Nhiều biện pháp đang được thực hiện, chính phủ sẽ công bố dữ liệu cụ thể sau khi xác định được nguyên nhân gốc rễ của bệnh sốt. Theo trang mạng India.com, các triệu chứng chính mà bệnh nhân gặp phải bao gồm nghẹt mũi, cảm lạnh và sốt, với số người nhập viện vì bệnh sốt bí ẩn đã tăng khoảng 15% trong tuần qua. Chính quyền địa phương đã ban hành hướng dẫn khuyến cáo những bệnh nhân bị sốt do virus nên làm xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập viện vì Ấn Độ vẫn đang tiếp tục đối phó với đại dịch nguy hiểm này. Ấn Độ hiện cũng ghi nhận hơn 440.000 ca tử vong và gần 33 triệu ca mắc COVID-19. Vừa rồi là những tin tức cập nhật mới nhất trong bản tin tối ngày hôm nay. Sau đây chúng ta cùng đến với chủ đề nào trong phần nhân sinh cảm ngộ. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
thỏa mãn và giàu có. Thưa quý vị, có nhiều người sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống đã chia sẻ rằng một cuộc sống giản dị khiến tôi nhẹ nhõm và thoải mái. Sự thỏa mãn trong đời sống vật chất là ngắn ngủi và tạm bợ. Chính sự phong phú trong đời sống tinh thần và thanh thản trong tâm hồn mới khiến chúng ta vui vẻ mãi mãi. Một đời sống phong phú thực sự bắt nguồn từ một tâm hồn biết cách bằng lòng. Nhiều người đã làm việc rất cật lực để mua sắm những căn hộ xa hoa. Một khi ước nguyện ấy thành hiện thực, mục tiêu tiếp theo của họ là có một chiếc xe hơi hạng sang. Ngay cả khi họ phải vay thế chấp một khoản nợ khổng lồ mà chỉ có thể được hoàn trả trong 30 năm, họ vẫn có nhiều, rất nhiều ham muốn vật chất khác chưa được thỏa mãn. Kết quả, việc truy cầu bất tận ấy là họ không ngừng phàn nàn về không có đủ tiền tiêu. Họ đang sống một cuộc sống thật mệt mỏi. Họ có thể đã mắc bẫy của một con người giàu có, nhưng họ không hề sống một cuộc sống giàu có chút nào. Khi đi ngủ vào ban đêm, chúng ta cũng không có thêm khoảng trống nào ngoại trừ kích thước của tấm nệm. Vào mỗi bữa ăn, chúng ta cũng không thể ăn nhiều hơn khẩu phần của một người lớn. Sở hữu nhiều không khiến chúng ta giàu có hơn. Chỉ khi chúng ta học cách bằng lòng và trân quý, chúng ta mới có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong nội tâm, đồng thời lánh xa những thất vọng và than phiền. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Ngày xưa tại Trung Hoa cổ đại, có một lão tiều phu nọ. Một ngày, khi đang uống nước bên bờ suối chảy từ trên núi, ông để ý có cái gì đó tỏa ánh vàng giữa dòng nước suối. Ông bèn hớt nó trên tay, thì thật ngạc nhiên, đó là những hạt cát vàng. Vui mừng với phát hiện của mình, ông trèo lên suối cứ 2 tuần một lần để đãi vàng. Nhờ đó, cuộc sống của ông trở nên ngày càng sung túc. Trước tiên, ông giữ kín bí mật này cho riêng mình. Nhưng một ngày nọ, ông đã lỡ nói nó với người con trai. Con trai ông lập tức thúc giục cha mình bẩy những tảng đá ra để khiến nước suối chảy ra nhiều hơn. Anh cho rằng làm như vậy sẽ đãi được nhiều vàng hơn. Tuy nhiên khi họ thực sự bẩy tảng đá ra, nước suối ngày càng lớn nhưng đã không còn vàng trong đó nữa. Ý nghĩa đạo đức của câu chuyện trên là khi một người bị chìm đắm bởi lòng tham, vận may của anh ta sẽ mất đi mãi mãi. Nếu một cá nhân không hài lòng và trân quý những gì mình đang có, anh ta sẽ vắt kiệt toàn bộ cuộc đời mình trong những truy cầu thế tục và không bao giờ trở thành một người giàu có thực sự. Và một người giàu có thực sự phải là người có sức khỏe tốt trước tiên. Sức khỏe mới chính là bất động sản quý giá nhất đời người, thưa quý vị. Nếu không có sức khỏe thì dù có bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngôi nhà, mảnh đất, thảy cũng đều vô nghĩa cả. Cho tới khi phải tranh đấu từng giây từng phút để giành giật sự sống như những bệnh nhân nhiễm dịch bệnh như bây giờ, người ta mới nhận ra sức khỏe của mình thật là vô giá. Vậy nên Ngọc Trang 12 chia sẻ đến quý vị, hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Và theo như trải nghiệm của Ngọc Trang và hàng triệu người trên thế giới, luyện tập khí công theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn là một phương pháp đã được khoa học chứng minh là hiệu quả tăng sức đề kháng, cải thiện sức khỏe và thể chất lẫn tinh thần phù hợp với nhiều lứa tuổi. Khác với các môn khí công thông thường, chỉ tập trung vào các bài tập, môn khí công này dạy người thực hành đề cao tâm tính, lấy nguyên lý, chân, thiện, nhẫn làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Các học viên cho biết những bài giảng giúp người học có được nội tâm an hòa, buông bỏ những suy nghĩ oán hận, căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Các bài công pháp đứng giúp đả thông toàn bộ kinh mạch, thanh lọc thân thể và khai mở trí huệ. Bài tọa thiền giúp khai thông năng lượng, đạt đến tâm trí thanh tịnh an hòa. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách và luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Nếu quan tâm quý vị hãy truy cập nhé. Biết đâu đây là một giải pháp giúp quý vị bình an khỏe mạnh qua mùa đại dịch và hạnh phúc mãi về sau. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của nhiều bệnh nhân ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam, việc thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo đã giúp cho nhiều bệnh nhân cải thiện sức khỏe. Vậy điều này có phải mê tín hay không? Mời quý vị theo dõi video Cơ sở khoa học của niệm chân ngôn trên kênh Hành trình tương lai nguồn cội. Đường link chúng tôi có gắn ở bên dưới mỗi video. Kính mời quý vị theo dõi và đăng ký ủng hộ chương trình. Hãy tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến với cộng đồng và theo dõi những phần nhân sinh khác. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Còn bây giờ, Ngọc Trang xin kính chào tạm biệt quý vị.